Chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Ford Ranger nhé, dòng xe bán tải của nhà Ford. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 23 tháng 1 của năm 2024, thì bên em hiện tại đang còn một số xe của Vin sản xuất năm 2023, thì bên em đang còn để xả kho bán nốt. Và hiện tại thì dòng xe Ford Ranger này đang có rất nhiều phiên bản để cho anh em lựa chọn. Nhưng trong video ngày hôm nay thì em chia sẻ cả cái dòng xe Ford Ranger Raptor anh em nhé. Với rất nhiều phiên bản để cho anh em lựa chọn như vậy thì cái chính sách ra bán ở thời điểm này cũng được tăng cường để xả kho ngay tại cái thời điểm cuối tháng 1 này. Cụ thể chi tiết về khuyến mại cũng như là tổng lăn bánh từng phiên bản như thế nào thì em sẽ đi vào chia sẻ để cho anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu cái dòng xe Ford Ranger này sẽ có thể nắm được. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Ford Ranger Raptor nhé. Phiên bản này là phiên bản Vin sản xuất năm 2023. Hiện tại thì đang có mức giá là 1.299.000. Với cái chính sách ưu đãi ở thời điểm này thì bên em cũng đang hỗ trợ giảm cực kỳ sâu về tiền mặt, cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản bao gồm là dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ cam hành trình. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.306.000, trả góp thì đang là 341.000. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.290.000, trả góp thì đang là 325.000. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký, ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói anh em nhé. Hiện tại cái bản Ford Ranger Raptor này thì cái chính sách nó đang cực kỳ là tốt, vì bên em hiện tại đang xả kho với cái Vin sản xuất năm 2023 này. Và anh em lưu ý là đặt cọc trên 100 triệu nhé, chứ không dưới 100 triệu là chưa đủ cái quy định của bên em. Tại vì là thực sự thời điểm này là cái giá xe bên em đang xả kho, nhưng cũng mong muốn là anh em hợp tác. Với những anh em lấy màu xám và màu đỏ cam thì sẽ phải cộng thêm 7 triệu. Anh em lưu ý cho em phần này. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Ford Ranger Wildtrak. Bản này thì đang có mức giá là 979.000. Hiện tại thì bên em cũng đang xả kho với những cái phiên bản Vin sản xuất năm 2023 và còn một số xe thôi. Cụ thể thì anh em vui lòng gọi điện cho em để em chia sẻ chi tiết về những cái xe có sẵn tại showroom bên em. Thì cái giá thì đang giảm rất là sâu, giảm giá tiền mặt rồi vẫn còn tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ nữa anh em ạ. Và chỉ còn một số xe thì bên em xả kho lốt, và em sẽ tính tổng lăn bánh sơ bộ để anh em hình dung con số cần chuẩn bị. Ở khu vực Hà Nội nhé, anh em chuẩn bị cho em là 967.000, trả góp thì đang là 257.000. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 955.000, trả góp thì đang là 245.000. Với cái mức ưu đãi như thế này thì bên em cũng còn rất ít xe để có thể là giao luôn anh em ạ. Còn anh em lấy Vin sản xuất năm 2024 thì cái chính sách của nó sẽ bị co lại nhé. Chính sách sẽ bị co lại và sẽ cũng không được nhiều. Và anh em lấy màu đỏ cam và màu vàng thì cũng sẽ phải cộng thêm 7 triệu trên cái mức giá này anh em nhé. Đó, giá xe là ví dụ như là giá xe là 979 thì phải cộng thêm 7 triệu nữa là 986, đúng không ạ? Đó, chỉ có màu đỏ cam và màu vàng thôi. Tại vì là một số anh em cũng đang thắc mắc là sao phải cộng. Thực ra đây là cái chính sách của hãng thôi. Anh em cảm thấy phù hợp thì hãy gọi, không nếu anh em cảm thấy chưa phù hợp thì cũng có thể bỏ qua giúp em anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 3, đó là cái bản Ford Ranger Sport 4x4AT. Bản này thì đang có mức giá là 864.000. Hiện tại thì cái bản này có cái mức ưu đãi cũng giảm tương đối là sâu, còn duy nhất một xe màu đen để có thể giao luôn. Còn các xe màu khác thì là hết xe của Vin 2023 và chỉ có Vin 2024 thôi. Đó, nhưng em vẫn sẽ tính tổng lăn bánh với những cái xe Vin 2023 để cho anh em nắm được. Ở khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 867.000, trả góp thì đang là 221.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh và anh em ở tỉnh thì đang là 857.000,
trả góp thì đang là 211 triệu. Và cái mức lăn bánh này thì vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em nhé. Và còn duy nhất một xe màu đen thôi. Và các xe màu khác cũng không có xe. Và bên em cũng không nhận cái xe Ranger Sport để nhân lấy trước Tết. Anh em mà ra ngoài Tết thì thoải mái. Mà ra ngoài Tết thì tốt nhất là anh em ra ngoài Tết hẵng cọc, đừng cọc bây giờ vội. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản thứ tư, đó là Ranger XNS 4x4AT. Bản này đang có mức giá là 776 triệu. Hiện tại thì bên em cũng còn một số xe Vin sản xuất năm 2023 xả kho lốt cho anh em, giảm cực kỳ sâu về tiền mặt. Mức sâu như thế nào thì em sẽ tính tổng lăn bánh, anh em có thể hình dung được con số cần chuẩn bị. Ở khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 773 triệu, trả góp thì đang là 202 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 765 triệu, trả góp thì đang là 192 triệu. Đó. À, với cái bản XNS 4x4AT này thì bên em đang có xe màu trắng, màu đỏ và màu đen nhé, cũng giao luôn đấy. Và hiện tại thì cái phiên bản này cũng không có nhiều xe nên anh em cân nhắc nhé. Còn nếu anh em lấy Vin sản xuất năm 2023 ấy, thì bên em đang có màu trắng, màu đen và màu lâu và màu đỏ cam, vẫn có thể giao luôn được. Và chính sách nó sẽ bị co lại, không có nhiều, chênh nhau mỗi phiên bản Vin sản xuất đâu đó vào khoảng 30 triệu. Đó anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 5 và cái phiên bản XNS 4x2AT. Phiên bản này là cái phiên bản quốc dân của rất nhiều đối tượng khách hàng, cũng như là những anh em mà mua để xe để cho công ty hoặc là cho cá nhân chạy. Với cái mức giá đầu tư thì cũng tương đối là hợp lý, đúng không ạ? Giá xe thì đang là 707 triệu, bên em cũng hỗ trợ cực kỳ sâu về tiền mặt. Và với những cái Vin sản xuất năm 2023 thì bên em đang có một xe màu lâu để giao luôn. Và một xe màu trắng thì sẽ về vào cận Tết nhé. Thực sự là cận Tết thì anh em sợ rủi ro thì cũng có thể bỏ qua. Vì là cận Tết là bên em cũng chưa xác nhận được là nó có về trước Tết hay không. Nên là em cũng chưa dám chắc và chưa nắm chắc được cái tiến độ của cái xe màu trắng này. Sau khi áp dụng thêm các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng ấy, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 701 triệu, trả góp thì đang là 185 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 691 triệu, trả góp thì đang là 176 triệu. Đó. Với cái Vin sản xuất năm 2024 thì cái mức ưu đãi sẽ ít hơn. Còn cụ thể như thế nào anh em quan tâm thì gọi điện ngay cho em để em hỗ trợ, cũng như là gửi tới anh em những cái chính sách giá bán tốt nhất, cạnh tranh nhất anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.